mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Các trợ phương theo phương pháp thực dưỡng. 23. Bệnh tim, tắc nghẽn động mạch, đau thần kinh tọa. Ăn cơm gạo lứt muối mè, thêm 4 muỗng cà phê tương tỏi kèm với một món ăn tùy ý trừ thịt và chỉ một món ăn trong một bữa thôi. Ha ha ha, 问什么的说。